nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, cùng nhau quy tụ trong cử hành Thánh Chữ Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Chúng ta bước vào Chúa Nhật tới sẽ là Chúa Nhật lễ lá, chính là tuần Thánh. Đó là tuần cao điểm của đời sống đức tin của chúng ta. Trong tuần Thánh, đặc biệt Tam Nhật vượt qua, chiều thứ năm tuần Thánh, Thánh lễ tiệc ly đến ngày Chúa Nhật phục sinh, được gọi chính là trung tâm điểm đức tin Công giáo. Chúng ta tưởng niệm sự chết và sống lại của Người. Chúng ta nài xin Chúa cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn trong tuần lễ này, để khi bước vào tuần Thánh chúng ta tràn đầy ơn Thánh Chúa. Chúng ta cũng dâng thánh lễ hôm nay, cũng cầu nguyện cho nhau và hợp ý với anh chị em. Chúng ta xin lễ tạ ơn Chúa, xin ơn bình an cho gia đình, cho công việc được bình an. Dỗ linh hồn Giuse Maria Magdalena Anton Da Minh Anna, Giuse 1 năm, Anton Maria 2 năm. Và cầu cho các linh hồn Domenico Anna Maria Ferro Giuse, Teresa Maria Magdalena, Joan Bautista Luciano, Anna Maria Ferro Rosa. Tạ ơn Chúa, cầu nguyện với cha Trương Bù Diệp và cầu cho linh hồn tổ tiên nội ngoại và các linh hồn nữa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chí cả thiên thần, cả thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chích sách tiên tri Isaiah. Chúa là đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới lòng nước. Chúa là đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không trỗi dậy nữa. Chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán, các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây ta sẽ làm những cái mới, và giờ đây chúng sẽ xuất hiện. Như các ngươi sẽ biết, ta sẽ mở đường trong hoang địa và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muôn rừng và chim đà sẽ ca tụng ta, vì ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, để dân yêu quý của ta có nước uống. Ta đã tác tạo dân này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta. Đó là lời
Tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi. Vì Người, tôi đành chịu thua thiệt và coi mọi sự như phân bớt để lợi được Đức Kitô và được ở trong Người. Không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô. Sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết Người và quyền lực phục sinh của Người, để thông phần vào sự đau khổ của Người và trở nên giống Người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại. Không phải tôi đã đạt đến cùng đích hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy. Bởi vì chính tôi cũng đã được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đằng sau mà hướng về phía trước. Tôi cứ nhằm đích đuổi theo để đoạt giải ơn, kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi Cây Dầu và từ sáng sớm Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó các luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Rồi họ hỏi Chúa Giêsu:
Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình mà theo luật Mô-xê, hạng phụ nữ này sẽ phải bị ném đá chết. Còn Thầy, Thầy dạy làm sao? Họ nói thế có ý gài bẫy Chúa Giê-xu để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giê-xu biết ý họ, Ngài cúi xuống bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người đứng lên và bảo họ: ai trong các ông sạch tội hãy ném đá chị này trước đi. Rồi người lại ngồi xuống và viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giê-xu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giê-xu đứng thẳng dậy và bảo nàng: hỡi thiếu phụ, những người tố cáo chị đâu rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: thưa Thầy, không có ai. Chúa Giê-xu bảo: ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, anh em Chúa. Anh chị em thân mến, tin mừng của Chúa Nhật thứ năm mùa chay hôm nay tường thuật cho chúng ta về một tòa án bi kịch. Tòa án ấy là gì? Những người Do Thái, đó là luật sĩ và biệt phái. Hai loại người, luật sĩ và biệt phái, là những người có thế giá, quyền lực trong đất nước Do Thái thời đó. Họ lôi một người đàn bà bị bắt phạm tội quả tang ngoại tình đến trước mặt mọi người. Khung cảnh là thế này. Lúc bây giờ Chúa Giê-xu giảng dạy trong đền thờ, rất đông người bao chung quanh Ngài giảng dạy. Nhân cơ hội này, ta sẽ làm sỉ nhục ngươi. Lôi người đàn bà đến trước mặt mọi người, trước khi ném đá bà chết, ta sẽ làm sỉ nhục bà cái đã. Lôi trước mặt người, mọi người. Và khi ấy bà không chỉ là nạn nhân, là một, chúng ta gọi là kết án giống như là một nghi phạm, rồi sẽ là một cáo, là một bị gọi phạm tội, tội phạm tội đó, thì bà sẽ trở thành là cái mồi ngon, là con thiêu thân, để qua đó tôi triệt hạ thêm một người nữa là ông Giê-xu. Thưa Thầy, hạng phụ nữ phạm tội ngoại tình này theo luật là ném đá phải chết. Vậy Thầy nghĩ sao? Câu trả lời chỉ là Thầy nghĩ sao, hoặc ném hoặc không. Nếu Thầy bảo ném đá chết chiếu theo luật, bởi vì kẻ nào phạm tội đó là phải chết bằng ném đá, còn gì nữa là tình thương mà mọi người đang tuôn đến để tìm tình thương ở nơi Ngài? Nếu Ngài nói là không được ném đá chết, thì quả thực Ngài đồng lõa trong sự tội này. Trả lời có cũng chết, và trả lời không cũng chết. Vì thế Thánh Gioan nói họ đặt câu hỏi đó để có ý gài bẫy người và sẽ tố cáo người. Phản ứng sao đây? Chúa Giê-xu không trả lời rằng có, vàng trả lời rằng không, không nói gì. Ngài cúi xuống bắt đầu dưới đất viết. Viết gì không biết, nhưng mà ít ra câu trả lời đó là một sự thinh lặng. Họ dồn Chúa cho đến chân tường. Ai trong các ông không phạm tội ném đá trước đi. Bây giờ Chúa Giê-xu đảo ngược tình thế. Bây giờ tội công khai đem ra để kết án, bây giờ đảo ngược lại là: vậy thì đây là tội công khai, vậy các ông có tội không? Các ông không có tội ném trước đi. Bây giờ Chúa Giê-xu đi đánh vào tận đáy lòng con người, nghĩa là vào lương tâm con người. Chúng ta nói một cách dễ hiểu: tội chống và tội kín. Tội chống là cái tội bà này hớ hênh bị bắt quả tang, còn tội kín là cái tội anh lừa người khác, đố mà bắt được tôi đó. Anh chị em chúng ta trong nhà thờ này này, chúng ta có kinh nghiệm thừa, và tôi đang nói với anh chị em, tôi cũng nói như vậy nữa. Khi chúng ta phạm tội rất thường, chúng ta giấu tội, chúng ta đố mà bắt việc, bắt được. Hớ hần mới bắt được em, còn lâu mà em phạm tội mà bắt được em đó, còn lâu.
ăn cắp là cái tội rõ ràng, nhưng mà em ăn cắp khéo, đố mà bắt được đó. Nguyên tắc là phạm tội là giấu. Vậy cái bà này lỡ bị bắt vì tội trống, vậy các ông ai không có tội ném trước đi. Lúc bây giờ họ đi vào đáy lòng con người, rút lui hết, rút lui hết, rút lui hết. Ban đầu thì là hung hổ tìm cách triệt hạ, nhưng rút lui hết, rút lui hết. Tôi dừng lại ở cái chỗ này để chia sẻ với anh chị em ba suy nghĩ sau đây. Suy nghĩ thứ nhất là đôi khi cái sự kiện xảy ra nó như vậy, chúng ta trông thấy nó như vậy. Ví dụ sự kiện xảy ra là bà này bắt bị phạm tội quả tình công khai, đây là sự kiện mà ai cũng chứng minh được. Một tai nạn xảy ra ai cũng thấy chứng minh được. Thì cái sự kiện nó xảy ra là như vậy. Nhưng lại còn một cái yếu tố khác nữa, đó là dường như chúng ta vịn vào cái sự kiện xảy ra để chúng ta sẽ toát ra làm lớn chuyện ra. Đơn giản một ví dụ thế này, trong nhà sự kiện chỉ rất đơn giản, hai vợ chồng với nhau thôi, chọn món ăn thôi là sự kiện, không đồng ý. Nhưng mà cái gốc rễ ở bên trong cái sự kiện nó chỉ là cái mồi, mồi lửa để gây chuyện lên một chuyện lớn hơn nữa. Đó chính là muốn triệt hạ đối thủ của mình. Người ta mượn cớ này để triệt hạ đối thủ, chứ không phải là chính cái tội nó đáng phải như thế. Chúng ta quá thừa trong kinh nghiệm của con người, mượn một cái cớ rất đơn giản để triệt hạ kẻ khác khi mình không muốn người đó để là một đối thủ của chúng ta. Và đây là một điều rất đau lòng trong xã hội chúng ta hôm nay. Và nhiều người trong chúng ta là nạn nhân của một sự kiện đơn thuần không đáng là gì, nhưng bởi đối thủ muốn triệt hạ chúng ta nên chúng ta trở thành nạn nhân. Đây là một suy nghĩ thứ nhất. Suy nghĩ thứ hai là trong cái biến cố này, khi mà đặt vấn đề về cái tội trống và cái tội kín á, cái tội kín là tôi có, thì cái tội kín, xin lỗi anh chị em nha, tôi là cha xứ, đồng thời tôi cũng là cha giải tội nữa, và tôi được dạy ngồi tòa giải tội nữa. Tất cả các cha trước khi giải tội là phải học cái khoa ngồi tòa giải tội nữa. Thì tôi nói cho anh chị em biết là cái này, là rất thường những tội kín của chúng ta thường thâm hiểm hơn những tội trống. Thường là như vậy, là bởi vì những tội kín đấy là nó bắt đầu nó gồm có ba cái tác động này. Một là chủ tâm phạm tội, hai phạm tội nhằm che giấu tội, ba là tìm cách lừa dối người khác rằng mình không có tội. Thì đây ba cái thuộc loại là tội kín, trầm trọng hơn tội mà trống nhiều. Xét về vấn đề tội đó, thì cái mấy cái ông mà chú hỏi các ông ai không phạm tội ném trước đi. Người ta nhìn vào cái vấn đề trong lòng của họ thì cái sự trầm trọng của họ nó lớn hơn cái tội của các bạn này, nên họ rút lui. Xin lỗi, nếu mà xét về tâm hồn của tôi mà tội của tôi mà không to như cái bà này, tôi sẽ đứng tôi đấu khẩu với ông cho bằng được để tìm mọi cách ném đá bà này chết. Anh chị em rất thân mến, chúng ta có kinh nghiệm thường. Tôi đưa một ví dụ anh chị em thấy này. Anh chị em biết trong đất nước của chúng ta, những kẻ tham ô, tham nhũng, những kẻ lừa đảo người ta lấy tiền 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu tép con, trăm triệu kìa, trăm tỷ kìa, vài trăm tỷ kìa, lươn lẹo và khéo léo che đậy cái tội trầm trọng, đến khi mà khui ra vất vả của nhà chức trách lắm. Không đơn giản đâu. Cái tội kín là cái tội chủ mưu tính toán lừa dối. Đấy chính là cái mà các ông này không hề thấy. Và khi Chúa đặt vấn đề thì các ông giật mình.
Và đây chính là yếu tố thứ hai. Nên tôi nói cái này tôi không bênh anh chị em nghe không? Tôi không bênh đâu. Ai nếu lỡ mà vấp cái gì bề ngoài, người ta phát hiện mình cái gì sai có tội, thì tôi gọi đó là tội nhẹ thôi, tội nhẹ thôi, tội nhẹ thôi. Còn cái đứa nó khéo léo giấu tội, coi chừng đó là tội trọng đó, coi chừng đó là tội trọng. Các bác đồng ý em không nha? Nó đi ăn chơi đố mà bắt được nó, công an vào mới bắt được, đồng ý không? Còn lâu mà bắt được nó. Phải dùng biện pháp mới bắt được mấy cái thằng mà nó phạm tội trầm trọng, tội kín. Cái thứ ba trong bài tin mừng này, Chúa Giêsu đứng lên, không ai kết tội chị sao? Tôi cũng không kết tội, coi chừng. Bà này bảo, à ngon ghê, hôm nay ông này ông không kết tội, mai em lại cứ tiếp tục quan tùng lâm, tiếp tục lại phạm tội công khai nữa, có mà chết. Chúa Giêsu nói, ta cũng không kết tội chị, nhưng câu sau rất quan trọng, chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Cái vế mệnh đề phía sau là mệnh đề tích cực. Tôi không kết tội chị, và tôi biết điều đó là điều sai, nhưng tôi nói với chị từ nay đừng phạm tội nữa. Anh chị em biết hai vế nó ở chỗ nào không? Chúa Giêsu phân biệt tội phạm và tội nhân. Tôi không kết tội chị vì chị là tội nhân, chị là nạn nhân của việc phạm tội. Con người là nạn nhân của tội. Vì thế dù con người phạm tội thế nào, phải thương con người. Nhưng tội phạm thì không được phép phạm. Chị hãy đi từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu kết án cái tội, nhưng Chúa Giêsu thương kẻ phạm tội. Hai vấn đề nó khác nhau hoàn toàn. Người có tội, chúng ta không được đồng lõa với tội, nhưng người phạm tội đó chúng ta phải thương họ. Chị hãy đi, tôi biểu lộ tình thương của Thiên Chúa, hãy làm cuộc đời mới, và cuộc đời mới nó mới tốt hơn. Anh chị em, chúng ta đối diện trước sự dữ, anh chị em đừng đấu với sự dữ, không bao giờ hóa giải được. Nhưng trong tình thương, chúng ta có cách, có khả năng cải hóa con người. Hai vợ chồng đấu khẩu với nhau và hai người cùng đối đầu, không bao giờ chúng ta có giải pháp. Nhưng khi chúng ta nói cho người bạn đời của chúng ta hay cho những người khác, điều này không đúng, không hợp, nhưng con người chúng ta vẫn kính trọng, thì nó sẽ khác liền. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta lòng thương xót, tình thương lớn hơn tội của người khác. Và như thế chúng ta cũng sẽ lãnh nhận tình thương của Thiên Chúa lớn hơn tội của chúng ta. Tất cả tội của chúng ta trước tôn nhan Thiên Chúa, chúng ta sẽ phải trả lẽ về công bằng. Nhưng tình thương của Thiên Chúa lớn hơn tất cả những gì chúng ta phạm, bởi vì chúng ta cảm nghiệm tình thương đó trong cuộc đời. Xin Chúa cũng dạy cho chúng ta trong tình thương đó, trong cách ứng xử với anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen. Anh chị em thân mến, tình thương của Thiên Chúa lớn hơn tội của chúng ta.
Chính vì thế Chúa mời gọi chúng ta dùng tình thương để ứng xử đối với anh chị em mình. Trong tâm tình tạ ơn và tha thiết nguyện xin, chúng ta cùng dâng lời xin nguyện xin sau đây. Chúa Giêsu nói với người Do Thái: Ai trong các người sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng lương tâm con người, cho họ biết nhìn thấy tội lỗi của mình, để không che đậy tội ác của chính mình mà kết án người khác. Lạy Chúa Giêsu, Chúa tha thứ và chữa lành chúng con. Chúa Giêsu nói với người thiếu phụ ngoại tình: Tôi không kết tội chị, nhưng hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúng ta cầu xin Chúa biên đổi con người tội lỗi chúng ta, để khi nhận được ơn tha thứ của Chúa, chúng ta quyết tâm sống cuộc đời mới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa tha thứ và chữa lành chúng con. Chúa Giêsu chết thay cho kẻ tội lỗi, để họ được sống và sống dồi dào. Chúng ta cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ biết hy sinh cho nhau, biết đón nhận sự khác biệt của nhau, để làm cho đời sống chúng ta mỗi ngày chiên nở tốt đẹp hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa tha thứ và chữa lành chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết tha thứ để xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Xin mở rộng con tim chúng con, xin ban bình an và ơn tha thứ để chúng con luôn luôn đón nhận anh chị em trong sự yếu đuối của họ, và chúng con xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúa hằng sống và yên trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện, đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây xin cũng thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ cuộc khổ nạn sinh ơn cứu độ của con Chúa, toàn thế giới đã nhận biết phải tuyên xưng uy linh Chúa, và nhờ quyền lực khôn tà của thập giá, thế gian đã bị xét xử và quyền năng của đấng chịu đóng đinh được tỏa sáng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Chúa
Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoàn thiện Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quản, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các linh hồn mà chúng con tưởng nhớ trong thánh lễ hôm nay. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an,
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mời Sơn Nhung và dòng chuyện xưa có người thiếu phụ dại khờ một lần lầm lỡ nên bị
người đời lên ân tứ giết đi làm ta giết đi Giêsu thấu suốt lòng người Giêsu nói với mọi người ai cho mình vô tội thì hãy ném đá trước xem những người kết tội lần lượt từng người bỏ đi thân ra lại đi trước hết tiếp theo tôi sẽ tiếp theo Giêsu ngước mắt hiền từ khoan dung dưới ấm lòng người hãy tránh xa bóng tội cuộc sống đổi mới sang tươi buồn phiền giọt đọng mồ hôi gánh tội để cơn hấp hối thế nhân vẫn mãi bất nhân Giêsu chết giữa trời chiều xin cho xóa hết tội đời hãy dâng lời chúc tụng tình Chúa mãi mãi tin chung. Dại khờ một lần lầm lỡ nên bị người lên án tử giết đi nên đã giết đi Giêsu thấu suốt lòng người Giêsu nói với mọi người ai cho mình vô tội thì hãy ném đá trước đi dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và máu thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Kính mời anh chị em an tọa có một chút thông tin sinh hoạt giáo xứ chúng ta. Thưa anh chị em, Chủ nhật tới là Chủ nhật lễ lá, giáo xứ chúng ta sẽ tổng kết các đóng góp để tu bổ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trong tuần này, xin các trưởng giáo khu đến các gia đình nhận lại phong bì của tòa giám mục và gửi về văn phòng của giáo xứ để giáo xứ có thể tổng kết vào Chủ nhật tới, gửi nộp về tòa giám mục. Còn anh chị em, ai chúng ta muốn đóng góp riêng thì Chủ nhật tới sau thánh lễ, các Chủ nhật chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp và chúng ta tổng kết luôn một thể.
có một số anh chị em nói với tôi rằng là không thấy cha báo về việc mời các cha đến giải tội mùa chay. Thì tôi cũng thưa anh chị em, bởi chưa đến là tuần tới tuần thánh vào 3 ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần thánh và buổi tối sau thánh lễ chiều tối, tức là khoảng 6 giờ rưỡi tối cho đến 8 giờ tối. Mỗi ngày tôi mời khoảng 20 cha đến giải tội cho chúng ta trong tuần thánh. Và khi mời giải tội trong tuần thánh như vậy, gần như giáo xứ An Nhơn là giáo xứ cuối cùng. Người ta, các cha trêu tôi gọi là tàu vét, đi tàu vét, vét hết tất cả chung quanh đây. Các xứ nào giải tội rồi mà người ta xưa xưng thì An Nhơn vét hết tất cả. Anh chị em nếu biết ai ở xóm mới mà các xứ đã giải tội rồi thì tuần tới thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần thánh, buổi tối từ 6 rưỡi cho đến 8 giờ mỗi ngày khoảng gần 20 cha giải tội cho chúng ta, anh chị em đến xưng tội. Riêng có một cha cố dòng Đông Bốt Cô, anh chị em thấy cứ mỗi Chủ nhật Ngài đến giải tội cho anh chị em đang lúc lễ. Ngài rất hy sinh, Ngài lớn tuổi rồi, Ngài thương. Anh chị em biết giáo xứ An Nhơn đây, xin lỗi anh chị em, chúng ta đang dự lễ 6 giờ này, dân An Nhơn không có nhiều, mà dân quốc tế thì nhiều hơn. Thế thì chắc ngại xưng tội với ông cha xứ sao đấy, cứ đổ dồn hết về An Nhơn xưng tội. Tôi giải tội vẹo cả cổ luôn. Thành thử ra cha cố thấy thương cha xứ, Ngài ngồi giải tội, bây giờ Ngài vẹo cả cuộc sống. Anh chị em ra rờ cái lưng của Ngài, Ngài đang đeo một cái đai đấy, thương Ngài quá sức. Thành thử ra là anh chị em thấy Ngài giải tội cho thế thì cũng thương Ngài. Vậy tôi mời các cha 3 ngày, thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần thánh. Vì thế anh chị em mà muốn xưng tội ngày Chủ nhật này, lễ xong để cho Ngài về giải phóng Ngài một tí. Chứ Ngài ngồi nhiều khi lễ xong rồi Ngài cứ ngồi mãi, đứng lên không nổi nữa vì cái lưng nó không có đứng lên nổi. Vậy xin anh chị em thương Ngài giải tội đang lúc lễ, hết lễ là Ngài về. Đó, ai sót thì tuần sau lại xưng tiếp. Còn nếu ai sót nữa thì thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần thánh chúng ta rủ nhau đi xưng tội từ 6 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Xin cảm ơn anh chị em. Giờ đây chúng ta nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.